tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Mình là Nguyễn Thị Nga, sinh viên khóa 3 của trường NX. Và sinh viên của mình là COV khóa 1HP016. Ngày hôm nay rất là mừng khi được quay trở lại với môn Focus or Lesson, đúng không ạ? Thì với những video trước thì chúng mình cũng đã đưa ra được những bài học cũng như là đưa ra những cái từ khóa tâm đắc nhất cho các bạn, đúng không nào? Ngày hôm nay cũng là một ngày thời tiết có vẻ là hơi nóng tại Hà Nội, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đứng ở đây để có thể chia sẻ tiếp tục về cái việc mà những từ khóa tâm đắc nhất của chúng mình là gì, đúng nào? Thì các bạn có thắc mắc là ngày hôm nay tôi sẽ đưa ra cho các bạn một cái từ khóa tâm đắc là gì không? Đấy, thì vừa trước chúng mình đã nói về một số những cái yếu tố để giúp mình trở nên thông cảm, đúng nào? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ thấy sâu từng cái mảng, từng cái vấn đề xung quanh cái việc mà chúng ta dũng cảm nhé. Ok, thì một yếu tố nữa mà mình muốn xoáy sâu vào đó chính là khi mà chúng ta để làm một yếu tố dũng cảm thì yếu tố đầu tiên là chúng ta phải đối diện với sự thật và đối diện với chính cái sợ hãi nó sai đấy, đúng nào? Đấy thì chúng ta biết là ở trong thế giới chúng ta rất là nhiều những cái thứ tác động vào người chúng ta khiến chúng ta hằn những cái nỗi sợ, đúng nào? Nỗi sợ chúng ta không biết là từ đâu, từ trong quá khứ chẳng hạn, cũng như là hoặc là trong thời điểm hiện tại chúng ta đã bị rèn trong cơ thể chúng ta là hoàn toàn là nỗi sợ. Và những cái nỗi sợ này thì giúp chúng ta yếu đi, giúp chúng ta có một cái tâm lý là chúng ta sẽ bỏ cuộc, đúng nào? Thế thì phải để làm sao mà cái nỗi sợ đấy chúng ta không còn nữa, đúng nào? Thì cái việc mà chúng ta phải đối diện với nó là điều chắc chắn. Và nếu như chúng ta muốn vượt qua nó thì chắc là đối diện với nó, đúng nào? Từ cái việc mà chúng ta vừa đi vừa làm, cũng như là khi mà phát hiện ra một cái vấn đề gì đấy mà chúng ta thấy là yếu tố xung quanh tác động của chúng ta, đúng nào? Và cái yếu tố đấy khiến bản thân của mình nó không được trọn vẹn, khiến của bản thân mình nó cảm thấy yếu hờn hững, cũng như là cái việc mà chúng ta đứng lên để chúng ta nói, cũng như là chúng ta làm việc gì đấy và cảm thấy rất là khó khăn, không có một cái gọi là không có một cái sự trợ giúp, cũng như là lúc đấy là không có ai để trợ giúp mình cả. Thì việc và tác dụng của chúng ta là gì? Là lúc đấy sẽ thấy hoang mang, sợ hãi khi mà tất cả những thứ mình nghĩ là nó quay lưng với mình, hoặc là tất cả những thứ mình nghĩ là trên thế giới này nó tồi tệ, đúng không đấy? Và sau khi mà mình phát hiện được nó xung quanh chúng ta đều là những thứ tồi tệ thì cái nỗi sợ của chúng ta nó lại in sâu và nó lại tăng lên gấp 100 lần, 1000 lần để cái tạo được nỗi sợ hãi đấy. Lúc đấy nếu như ai có được cần đạo thì họ có thể thoát ra khỏi cơ thể, đúng không? Còn nếu như ai mà không thoát ra khỏi cái gọi là cái bản chất bên trong thực sự của mình ấy thì mình sẽ lập tức có mình biến cố và có thể là đánh mất đi bản thân mình đấy. Cho nên là cái việc mình đối diện với nó sẽ là một sớm một chiều, đúng không? Đấy thì ai đủ can đảm, ai đủ dũng cảm thì chúng ta mới có thể đối diện trực tiếp với cái việc mà cái công việc mà chúng ta đang muốn tới, đúng không? Đấy, tôi biết rằng là xung quanh chúng ta rất là nhiều những cái thứ mơ hồ, rất là nhiều những cái thứ khó khăn, những cái cản trở, nhưng mà chúng ta cần phải làm sao mà biết cách đối diện với nó. Một trong những cái yếu tố đấy chính là chúng ta đối diện và không trốn tránh. Có nghĩa là nào? Khi mà chúng ta gặp một vấn đề gì khó, tốt nhất là chúng ta hãy đương đầu với nó để rèn luyện cho cái bản năng của mình. Và sau khi mình gặp đi lại lần đấy nữa thì mình sẽ không cần lo lắng, không cần lo sợ gì, đúng không? Đấy là cái yếu tố của cái việc mà chúng ta đối diện với nó. Cái bản tính con người ngày xưa của chúng ta là tạo ra chúng ta một nỗi sợ, đúng không? Và sau khi mà bản thân của mình thì tiềm ẩn trong mình cũng có những cái yếu tố cái tôi khá là cao, đúng không ạ? Cho nên là cái việc mà sự đổ lỗi này hoặc là cái việc mà trốn tránh nó là khá là lớn đấy. Bản thân mình cứ nghĩ là mình giỏi, đúng không ạ? Mình không bao giờ mình dốt và mình không bao giờ mình ngu. Thì cứ việc như nào thì cái việc chúng ta đổ lỗi cho ngoại cảnh, đổ lỗi cho tình huống, đổ lỗi cho tất cả thứ xung quanh là khá là nhiều đấy. Nhưng mà khi mà đã đổ lỗi rồi thì chúng ta sẽ không thể nào nhận được bài học và cứ đang nghĩ là mình là người thật là tốt, mình là người giỏi. Nhưng mà cái yếu tố đấy mình không nghĩ được cái khía cạnh là bản thân mình đã sai và mình cần phải thực hiện như nào, mình cần thay đổi như thế nào, đúng không nào? Có một câu khá hay đó chính là trưởng thành thì không đổ lỗi. Có nghĩa là như nào? Nghĩa là khi mà chúng ta trưởng thành, chúng ta phải dám chấp nhận và dám đương đầu. Và có cho dù cái việc đấy là việc của cá nhân hay là việc của chung thì cũng phải hoàn thành cho đến cùng, đúng không nào? Chứ không phải là vì việc của cá nhân hoặc là việc không phải là việc chung mà chúng ta lại bỏ dở sự trường, đúng không? Hoặc là nói chung mà chúng ta không quan tâm, mà chỉ quan tâm là mỗi người làm một việc thì nó sẽ không có đến hướng đánh hình là cái cùng, đúng không ạ? Gọi là
nhiều sai không ai đóng cửa chùa nhiều, đúng không ạ? Nhiều việc một người mãi chẳng xong đúng không? Đấy thì chúng ta, cái đấy là những cái yếu tố mà những cái câu văn mà mình nghĩ là cần thiết để có thể xử lý cho cái tình huống này, đúng không ạ? Đấy, đối diện như nào? Có nghĩa là mình thấy nó trước mắt, đối diện mặt với tôi là ngồi với bạn, đúng không ạ? Đấy, mình thấy nó trước mắt thì mình phải sao? Ngồi trực diện với nó, xem xét dạng vấn đề nó đang nằm ở đâu và cần phải giải quyết như thế nào, đúng không nào? Đấy, thì cái việc mà chúng ta đã dám đối diện nó rồi thì lần sau chúng ta có dám ạ? Có, đúng không ạ? Cái việc cái rèn được cái bản lĩnh này, rèn được cái sự chấp nhận này, rèn được cái sự đối đầu với nó thì bản thân của mình càng phát triển và mạnh mẽ hơn thôi, đúng không ạ? Đấy, nếu như chúng ta chỉ biết là cái hành vi của chúng ta là đúng, là đổ lỗi, xong đấy rồi chúng ta lại trốn tránh, chúng ta không dám đối diện với nó nữa thì mãi mãi chúng ta cũng chỉ là ngồi một chỗ và chúng ta chỉ là một cái con dù lá nhỏ ở trong một cái góc tường thôi, đúng không? Bóng tối sẽ xung quanh chúng ta và chúng ta sẽ không bao giờ được le lói một cái ánh sáng nào cả. Hôm trước mình có nói là cái cánh cửa hướng tới sự thành công, cánh cửa hướng tới tinh hoa thì rất là nhiều, đúng không nào? Nhưng mà để phát hiện ra nó thì cũng là một điều rất là khó, đúng không nào? Và khi mà chúng ta ai mà đã phát hiện ra được cánh cửa rồi để đến cái bước mà chúng ta mở ra nữa, đúng không nào? Ai mà thực sự đủ cân đảm mở cái cánh cửa đấy ra thì nó mới là tuyệt vời. Và đến những bước nữa là chúng ta mở ra, chúng ta cũng dám bước vào hay không, hay là chúng ta nhìn thấy là cái khung cảnh cái cánh cửa của người ở dưới tinh hoa nó ngột ngạt quá, nó áp lực quá, chúng ta lại bỏ cuộc, đúng không nào? Tất cả những thứ đấy là rèn luyện cho chúng ta một cái khí chất và dũng cảm, rèn luyện cho một cái yếu tố đó chính là chúng ta không bỏ cuộc và dám đương đầu thử thách, đúng không nào? Đấy, đối diện với nó là một cái điều thực sự là quan trọng, đúng không nào? Đấy thì có một yếu tố là khi mà chúng ta mở cửa tinh hoa chẳng hạn, chúng ta thấy là con đường đi rất là cập kềnh, gặp nhiều khó khăn, đúng không nào? Nó cản trở, nó hóc, gọi là nó hóc búa, nhưng mà có rất là nhiều cạnh để chúng ta có thể đi đường vòng và đường tắt, đúng không? Đường tắt nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải am hiểu sâu sắc nó chứ, đúng không nào? Am hiểu sâu sắc nó, dám chịu trách nhiệm và dám đưa ra được những cái gọi là dám đưa những cái thiệt thòi như mình. Đấy, vẫn chấp nhận cái thiệt thòi cho mình, đúng là đấy. Thì những video trước mình cũng đã nói rồi, có nghĩa là chúng ta cần phải rèn luyện những cái thói quen mà tập trung vào sự thật hàng, đúng không ạ? Mình bỏ qua những cái yếu tố, những cái thói quen mà mới sự cuộc đi, mình không còn quan tâm đến nó nữa, bởi vì đến thời điểm hiện tại rồi mình cũng so sánh cũng như là mình đã biết được là mình đang là ai và mình có những tật xấu gì, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta, thay vì chúng ta cứ nghĩ về những cái tình huống, những cái thói quen xấu đấy để mình tạo ra một thói quen của cuộc thì mình hãy quên nó đi, hãy quên thật sự và hãy nghĩ đến những cái yếu tố, những cái thói quen, những cái tập quán, những cái phong tục mà khiến chúng ta trở thành một tinh hoa, đúng không nào? Đấy thì người tinh hoa thì là người sẽ dám đương đầu với thử thách, người tinh hoa thì sẽ là người dám chấp nhận sự thật và người tinh hoa sẽ là người dám đứng lên, vùng lên để chiến đấu, đúng không nào? Nghĩa là chúng ta sẽ cần phải biết là trước mắt chúng ta là gì và đôi khi cần phải tính toán những cái bước tiếp theo, những cái bước mà lớn lao trước nữa. Đấy, có nghĩa là khi mà sự thần tượng bước ra, chúng ta phải suy nghĩ trong đầu là những cái bước tiếp theo, bước thứ hai, thứ ba của ta sẽ làm gì, đúng không nào? Để như nào khi mà chúng ta tính trước được là cái bước đi tiếp theo của chúng ta thì sẽ giảm thiểu cái việc là hậu quả. Đấy, có nghĩa là chúng ta nghĩ trước, chúng ta biết trước là hành vi này của chúng ta nó sẽ hành động như này này, sẽ tiếp tới là nó sẽ như này này, đúng không nào? Đấy là cái việc mà chúng ta cần phải gì. Thế nhưng chúng ta chơi biết cờ ấy, chơi cờ tướng thì nghĩ trước bao nhiêu cái nước mà chúng ta nghĩ là đối phương sẽ đánh vào đấy, đấy thì để tạo ra một chiến thuật, đúng không nào? Đấy, cái việc là chúng ta đương đầu thử thách nó là như thế, chứ không chẳng ai mà khi mà thấy bản thân mình làm học giỏi này, bản thân mình tốt này, nhưng sau này mình trở thành một CEO chẳng hạn, nhưng cái việc mà thử thách đến, đúng không ạ? Cái việc mà khó khăn trước mắt đến đã không dám đương đầu với nó, chúng ta lại sợ hãi khi mà chúng ta thấy nó và đôi khi chúng ta còn chùn bước nản chí khi mà chúng ta thấy là mình có nhiều khó khăn, đúng không nào? Đấy, mình nghĩ là cái việc mà chúng ta dám đương đầu thử thách, dám chấp nhận và dám quyết tâm đập đổ nó là một việc rất khá quan trọng. Ví dụ như ngày hôm nay mình đứng đây mình chia sẻ với các bạn, đó là một điều rất là lớn lao rồi, đúng không nào? Thế thì tại sao mình có thể đứng đây để nói cho các bạn? Bởi vì cái việc mà
đứng đây nó không phải là dễ dàng. Mình trước đây đứng lên cho bạn khá là run và nói những cái câu mà mình không hiểu gì cả. Có nghĩa là mình nói bậy bạ, cũng như là tay chân vừa bập mồm không hiểu sát được. Nhưng mà để ngày hôm nay đứng đây thì tự tin nói cho bạn thì nó là một sự thay đổi rất là lớn. Nó là một quá trình, một rèn luyện. Có nghĩa là mình đã dám đương đầu với cái sợ đấy. Chỉ có một cách là đi làm lại nhiều lần thì nó mới trở thành một thói quen. Và thói quen đấy thì giúp chúng ta quên đi cái nỗi sợ. Đúng không nào? Đấy, quan trọng là cái thời điểm mà mình quyết định. Cái thời điểm quyết định là cái thời điểm rất là quan trọng. Và khi bản thân mình làm cái gì và làm gì thì mình có chấp nhận với nó, mình làm nó không thì đó là một số quyết định đúng không? Cái quyết định đấy cần rất là quan trọng và mình cần thiết phải là như vậy. Đúng không nào? Ok, đấy là cái việc mà chúng ta đối diện với thử thách, đối diện với cái nỗi sợ của chúng ta. Đúng không nào? Ngay từ nhỏ thì mình đã rèn luyện cái tư duy nỗi sợ rồi. Bố mẹ la mắng này, bố mẹ dọa nạt này, gia đình thầy cô thì ở trên lớp thì cũng bị các bạn dọa nạt, thầy cô dọa nạt chẳng hạn thế. Rất là nhiều những đứa trẻ đến thời điểm này nó dẫn đến một cái tình trạng trẻ trầm cảm, bởi vì do phụ huynh và giáo viên sẽ không biết cách để làm sao mà hỏi xem là con có vấn đề gì không. Đấy thì có nghĩa là nó con trẻ nó đã bị có một cái tình huống nó xem là sợ hãi rồi, nó đã nhút nhát rồi, nhưng mà còn bị tác động những cái tố bên ngoài nữa thì có nghĩa là nó đã dạy dạy cho Tony một cái gọi là một cái từ sâu bên thẳng ở trong rồi. Đấy thì chúng ta cần phải biết gọi bỏ nó và biết đối diện với nó. Thì phụ huynh sẽ là người trực tiếp hỏi chuyện con là con có vấn đề gì, con đang có thấy đau chỗ nào không, mà con đang thấy sợ chỗ nào không, con không thích cái gì không, đúng không nào? Đấy, và sau khi mà chúng ta biết được nguyên nhân của cháu rồi thì mình bắt đầu là mình đứng lên là mình chia sẻ cũng như là mình giải quyết cái vấn đề cho cháu. Và mình phải tự túc là đưa cho cháu và cháu sẽ tự làm, chứ không phải là mình chỉ là người hướng thôi, còn cháu sẽ là người trực tiếp là người làm, đúng không ạ? Các bé sẽ là người trực tiếp làm chứ không phải là mình. Đấy, rèn luyện nhiều như vậy thì mới tạo ra một cái tâm thế là chúng ta phải đối mặt nó. Cũng là chỉ mỗi ngày chúng ta cần làm một chút một thôi thì cái bản thân của chúng ta đã thay đổi rất là lớn. Nó là hoàn thiện, nó gọi là sự thay đổi ở quá trình chứ không phải là một thời điểm. Đúng không? Ví dụ như thì điều hôm nay mình đứng đây mình nói các bạn và mình so sánh giữa khoảng một năm sau thì mình xem lại video này thì mình thấy là khá là nó là một cái sự thay đổi khá là lớn. Hoặc là mình đã so sánh từ cái lúc mà mình bước chân vào trường mình học và mình quay những video đầu tiên đấy ạ, nó khá là buồn cười, có nghĩa là nó nhiều yếu tố nó tác động lên và nó khiến mình lúc thấy mình không được tự tin nên có thể là hiện tại. Nhưng mà để quay lại cái video này hiện tại thì mình cảm thấy là thực sự nó đã có thể thay đổi, và thay đổi lúc nào cũng hay, bởi vì mình chỉ cần quay video của mình làm từ chút đến chút một thôi thì nó là một cái rất là tuyệt vời rồi. Đấy, hiện tại nhá, mình đang có những cái yếu tố này, những cái cách mà mình đã đưa cho các bạn một cái hướng giải quyết này về cái việc là chúng ta nỗi sợ và không dám đương đầu với nó, đúng không nào? Đấy, thì đương đầu với nó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Mình nhắc lại là nó là một cái yếu tố rất là quan trọng để dẫn tới chúng ta trở thành một người của giới tinh hoa. Đấy, đây là bước đầu tiên để khiến chúng ta hành động, đúng không nào? Muốn trở thành một giới tinh hoa thì chúng ta phải hành động, và hành vi của chúng ta làm sao để chúng ta chuẩn chỉnh và biết chấp nhận nó, biết là bản thân mình phải đổ lỗi cho bản thân mình chứ không đổ lỗi cho người khác, đúng không nào? Đổ lỗi cho người khác là chúng ta chưa trưởng thành, đúng không nào? Đấy, thì muốn thành công, muốn trở thành người tinh hoa thì chúng ta phải biết thế nào, không phải làm việc của cá nhân mà chúng ta cần phải làm việc một nhóm nữa, suy nghĩ cho những cái hoạt động của nhóm thì chúng ta mới trở thành người lãnh đạo được. Dám đương đầu với nó, dám quyết định nó thì bản thân của mình cũng mới có thể đưa ra quyết định cho người khác, và chúng ta phải biết cách để nắm bắt được tâm lý mọi thứ xung quanh thì mới nắm bắt tâm lý của mọi người, và từ đấy quản lý được nhóm, quản lý được cái gọi là quản lý nhân viên của mình, đúng không? Ok, các bạn hãy chia sẻ cho mình những cái yếu tố này, những cái mỗi lần mà các tình huống mà các bạn sợ hãi và các bạn đổ lỗi hoặc là các bạn chưa được dám đối diện với nó ở dưới comment nhá, mình thì sẽ vào và đưa ra những cái cách giải quyết cho các bạn, hoặc là các bạn có những cái hướng nào để giải quyết cái việc mà chúng ta không dám đối mặt với nó và giải quyết cái nỗi sợ. Ok, thì hãy để chúng mình comment nhá, mình sẽ vào và rất là mong đưa ra ý kiến góp của các bạn. Ok, còn bây giờ xin kết thúc một phần video ở đây, chúc mọi người.